Rồi, hello anh em ha. Bữa nay làm cho anh em một cái video clip về review máy phát điện nha anh em. Máy phát điện, nhưng mà tại vì có con màu vàng nó hợp với cái con máy phát điện vàng bên đây quá nên là đưa vô cho anh em luôn. Con đó là Mlock nha. Con đó máy công suất lớn mà khá là đẹp. Anh em nào mà chơi luôn hai con này về là phải nói là về làm ăn lên luôn. Hai máy vàng chóe, đường nào mà làm ăn xuống được ha. Cái màu quá xuất sắc anh em ơi ha. Con này thì cũng dễ chơi hơn, có 2,5 triệu thôi, quan trọng là máy cọp đẹp nha. Chứ còn mà máy bãi anh em đừng có đi mà so sánh giá, rồi anh em nhìn vô cái chất máy đi, cái máy nó xài ít thì giá nó cao mà máy nó xài nát xài nhiều rồi á, nhiều đời chủ rồi á, giá nó hấp ha. Còn đây là máy là bên em là máy cọp anh em, cọp tức là cứng ha, còn rất là chắc chắn thì gọi là máy cọp. Đó thì bữa nay là cho anh em là ba con máy phát điện với một con cưa review cho anh em xem. Trong đó đặc biệt chủ lực của cái clip này, chủ lực của cái lô này là cái con này nè, Honda cách âm, mà gọi là dòng là siêu cách âm luôn nha. Ha. Rồi, đây là số điện thoại hotline bên em 0967100003. Thì bên em là chuyên bán cho anh em là hàng tuyển đẹp không ha. Đó. Rồi, đó con máy cưa nha, con máy cưa này thì bên em đã có nói rồi là 2,5 triệu nha. Con này thì nó nặng tầm khoảng 8 kg, công suất thì tầm khoảng 50 tới 60 cc nha anh em. Máy thì quá trời keng sà beng, quá đẹp luôn nè. Đó, đi làm đa vô nè ha. Đó, con này là xài là anh em cưa cây, mà cưa cây lớn á. Anh em xài dòng này rất là ok nha. Còn nếu mà xài gia đình á thì nhắn tin qua Zalo đi, em gửi mấy cái máy xài gia đình cho. Còn con này thì công suất nó hơi lớn nha. Anh em nào cưa gia đình mà máy phải từ cỡ từ cái hùng B, hùng này cỡ lên nè. Đó, hoặc là từ cỡ bắp đùi trở lên á thì anh em hãy quan tâm tới cái con này, anh em mua con này. Còn không á thì là nên xài những dòng khác, tại vì con này thì dòng công suất lớn nha. Cầm thì nó nặng thôi, cưa nó khỏe đó nhưng mà cầm nó nặng nha. Chứ không gì, rồi công suất nó lớn thì nó sẽ không xài hết cái công suất của cái nhu cầu mình xài gia đình. Còn nếu mà cưa cây lớn hoặc là xài cưa khai thác đó thì anh em xài con này rất là ngon. Rồi máy cáp phát điện thì bữa nay bên em giới thiệu cho anh em là ba con. Con này á là 6 triệu ha. Giá bên em bán á, anh em coi video clip bên em là sướng lắm, giá là công khai chứ không có cái vụ mà alo đi báo giá rồi trả giá trả tới trả lui. Do đó giá bên em là công khai thì anh em vui lòng á là không trả giá ha. Trả cũng em cũng không bớt đâu, đừng có gọi điện thoại em để trả giá làm gì, nó tốn tiền điện thoại và tốn thời gian của nhau. Tại vì trừ khi nào em quay á, giá là hỏa hận anh em lên gọi đi, ưng con nào thì mình hỏa hận giá thì lúc đó anh em có trả giá. Còn giá bên em đã để cái giá cố định, em đã để giá công khai rồi thì giá nó phải tốt, giá nó phải hữu nghị, giá nó phải dễ chơi thì em mới lên ha. Do đó lưu ý giùm em cái vấn đề này ha, để tránh mất thời gian của nhau và tránh mất tiền bạc của nhau thì anh em đừng có trả giá. Giá nào là em chơi được là em chơi à. 6 triệu, con này nặng 18 kg, con này thì gọi là cách âm nha. Con này là Subaru con này thì thuộc dòng là cách âm Subaru 550W. Con này là hàng Nhật bãi chính thông luôn, từ Nhật về. Thì anh em biết là bên Nhật nó xài điện 100V, thì anh em mua mấy cái máy này về thường là anh phải mua thêm cái cục biến điện, cục chuyển áp, thì nó phải có một cục ở ngoài nữa, thì phải tốn thêm mớ tiền nữa. Thì bên em đã có cái công nghệ là bên em tích hợp chuyển điện trong này luôn, nên là anh em xài á là xài hàng Nhật nhưng mà điện ra là điện 220 cho anh em luôn, xài rất là ok. Đó, do đó anh em xách cái máy lên xài là rất là ok. Tại vì máy Nhật á thì máy phát điện á, thứ nhất điện là chuẩn, thứ hai á là cái động cơ của Nhật á nó bền, cái thứ ba nó là nó tiết kiệm xăng. Cái máy phát điện quan trọng nhất là tiết kiệm xăng. Đó, không có cái máy nào mà qua tiết kiệm xăng hơn máy Nhật đâu nghe anh em. Thì cái con này á là Subaru 550W ha. Con này anh em đi xài gia đình cũng được, dự phòng để cúp điện cũng được, mà đi du lịch đem lên xe ô tô mình đi cắm trại bít nít đồ này kia là quá ok luôn nha anh em. Nó nổ nhỏ xíu à. Rồi còn cái con Honda này đó là Honda EX 2000. Đây, phiên bản Honda EX 2000 OHV luôn ha. Tức là cái công nghệ đời mới nhất ha. Đánh lửa điện tử nè ha. Cảnh báo nhớt nè ha. Đó, OHV. Thì cái con này đó là công suất nó là 2 kg. Giá bên em đang bán là 11 triệu nha anh em. Con này thì cân nặng nó là 70 kg ha. Con này thuộc cái dòng là siêu cách âm luôn. Con bên đây á là 2 kg 2000W, con bên đây là Yokohama nè, con này thì 1800, mà công suất của nó thì tầm khoảng 1500W nha anh em, đè khoảng 1800 cũng được ha. Thì cái con này là giá nó là 5 triệu, nặng 25 kg, con này thì dòng thường thôi. Thì anh em thấy á, tức là nó trên nhau khoảng tầm 500W thôi, nhưng mà cái con bên đây là to đùng luôn, con bên đây nó nhỏ hơn. Thì anh em biết là cái con này á thì thứ nhất là cái động cơ nó cũng xem như hàng bên đây thôi, nó bự hơn tí, nhưng cái phần quan trọng mà nó bự ở đây á là nó làm rất là nhiều cái lớp cách âm ở bên trong ha. Một cái lớp kim loại, rồi xong rồi mấy cái lớp xốp, lớp mút để nó cách âm, để cái máy này nó nổ á, thậm chí nó còn nhỏ hơn cả cái máy này đó.
Còn đương nhiên là nó phải rất là nhỏ hơn so với máy này rồi. Trong như vậy là trong cái lô này cái con này là nổ to nhất. Chút xíu nữa em sẽ test nổ lên cho anh em nghe tiếng nổ cho anh em biết. Thì cái giọng mà nổ mà cách âm á thì thường á là tao dao động trong khoảng là tầm á là dưới 60 decibel, tại vì cái tiếng nói ví dụ như cái tiếng cái âm lượng mà em đang nói đi thì cái âm lượng của em là tầm khoảng 65 tới 70 decibel đó. Còn nếu mà cái máy cưa này mà nó nổ lên á thì cái âm lượng của nó thì nó phải đạt tầm là 110 tới 120 decibel nha anh em. Đó là cái tiếng máy cưa. Còn cái tiếng mà mình nói hì hầm nhỏ nhỏ với nhau ha thì nó dao động trong khoảng là 50 decibel. Còn em cái giọng em đang nói là chắc chắn là khoảng tầm 70 decibel. Thì cái con bên đây á, tiếng nổ của nó thì nó tầm á là 55 decibel, còn cái con này là siêu cách âm luôn á thì cái tiếng nổ của nó thì chỉ tầm á là 45 tới 50 decibel thôi. Nó nổ còn nhỏ hơn cái hàng bên đây nữa, trong khi cái công suất của nó lớn hơn. Còn hàng bên đây á, còn bên đây chút xíu anh em nghe tiếng nổ đi, anh em biết con bên đây thì nó nổ tầm á là khoảng 80 decibel nha anh em, nó sẽ lớn hơn. Đó thì cái máy phát điện thứ nhất là quan trọng đó là điện đốm nó ổn định, cái hai nữa là cái động cơ nó bền, cái thứ ba nữa là cái tiếng nổ nó cách âm. Thì cái hàng này á, em quay cho anh em xem nè, cái vỏ của bên ngoài của nó là cái vỏ kim loại, nó rất là dày đó. Vỏ ton dày, nó giống như là vỏ xe ô tô vậy đó, thì nó sẽ cách âm. Anh em biết là xe ô tô mà anh em vô mà anh em đóng cửa lại á thì ở ngoài mình nghe rất là nhỏ, thì cái hàng này nó thiết kế cũng giống vậy đó, nó sẽ nhét cái động cơ vô trong cái hùng này, rồi ở xung quanh nó sẽ nhét thêm mấy cái lớp số xốp mút để nó cách âm. Thì hình dung anh em dễ hình dung nhất là giống như là cái phòng cao kê vậy đó ha, nó sẽ tiêu âm đi. Rồi cái hai nữa là cái bô của nó thiết kế, ví dụ như cái hàng này á, thiết kế cái bô có con núm này thôi, thì cái hàng này á, nó thiết kế cái bô của nó có làm ngoằn ngoèo tùm lum tà la rất là nhiều lớp cách âm để nó làm sao nó triệt tiêu nhất cái tiếng nổ của cái động cơ, cái tiếng ồn của động cơ nó phát ra, giúp cho cái máy mình nó bự nó to đùng như vậy nè, nhưng mà nó nổ êm như là chó hở vậy nè, tức là hở hì hào luôn. Do đó cái máy này anh em xài á, cho dù anh em xài trong cái khu mà thành phố đô thị mà đông đúc, mà cái hàng xóm của anh em ở kế bên mà nó khó chịu khó ưa, nó xăm soi nó đâm chọt hoài, thì anh em mua con này về là nó câm mồm liền, tại vì nó nổ êm như chó hở rồi lấy gì mà nó nói được anh em, nên là rất là ngon nha. Đó thì cái con này nó mắc ở chỗ là ở chỗ đó đó anh em biết không. Thì cái giá này nói luôn cho anh em á, cái máy này mà bên Nhật á, máy mới của bên nó, thì hồi sớm em có lên trên trang web em xem nó coi cái giá của nó bao nhiêu đó, thì là khoảng là 100 triệu. À, máy mới nha anh em, máy mới là khoảng 100 triệu ở bên Nhật, đó là chưa bao gồm thuế, chưa bao gồm phí nhập khẩu, chưa bao gồm phí VAT đồ này kia. Nhập về Việt Nam mình, nếu mà nhập về Việt Nam thì chắc là cũng khoảng tầm 100 mấy chục triệu, 120-130 triệu. Thì như vậy là nó sẽ tương đương với một cái chiếc xe SH mà SH Ý anh em ha. Rồi bây giờ em bán cho anh em nhiêu, có 11 triệu thôi, thì nó quá rẻ nha anh em. Cũng giống như là cái chiếc SH Ý mà bị tự nhiên bây giờ có hàng nào nó ăn cắp ăn trộm hay gì đem lại cái máy, cái xe quá trời đẹp luôn, bán có 11 triệu hỏi giá hơn không. Con này giá quá hơn nha anh em. Do đó anh em phải biết cái giá mới đó, giá trị mới của nó bao nhiêu tiền. Rồi anh em mới biết em bán cái con máy này 11 triệu là mắc hay rẻ, mình phải so với cái máy mới, giá mới, rồi so với cái hình thức của nó còn đẹp không, nó còn mới không ha. Rồi còn cái con này thì chưa nghiên cứu giá, nhưng mà con này thì chắc chắn với anh em thì cũng phải tầm là 20-30 triệu rồi ha. Còn bên em bán cho anh em thì có 6 triệu thôi. Oh, quá rẻ ha. Bây giờ mình sẽ nổ từ cái con nào lên, bây giờ mình sẽ nổ từ cái con to nhất đi, cái hàng mà nó nổ ồn ào nhất là hàng này đó. Hàng này thì nó nổ thanh thoát lắm, cái này thì đại đa số anh em mua máy phát điện bây giờ là đều là xài dòng này hết thôi đó. Thì bây giờ em sẽ dịch nổ thử cái dòng Yamaha Kana này cho anh em nghe tiếng ồn nha. Đó, cái dòng máy tượng hồn mà nó vậy, khi mà đưa vô tải nó sẽ nổ lại lớn hơn. Dòng này là dòng phổ thông thôi, nhưng mà nói chung là nó cũng là thuộc top những cái máy mà nó ồn khá là nhỏ đó anh em. Tức là cái con này nếu mà nói về so về tiếng ồn á thì nó anh em có thể dễ hình dung là nó nổ giống như là một cái chiếc xe tay ga mà mình nhích nhẹ ga lên chút xíu là cái tiếng ồn nó là như vậy ha. Rồi bây giờ em sẽ nổ con này là 1500W nha anh em nha. Nói thì mình nói hai cái con này nó vip quá nên là nhiều khi hơi dìm con này, nhưng mà thật chất cái con này á thì cũng xài rất là ok nha. Em bán cũng khá là chạy, dòng này là Yokohama. Đó, dòng này thì của Thái ha. Còn mấy con này là của Nhật luôn. Rồi bây giờ sẽ test cho anh em coi cái con này. Con này thì quá cái âm luôn.
siêu cách âm. Đó, nó nhỏ hơn cái con vô khô bên đây đó. Con này nếu mà anh em đứng xa mà thở ba bước cũng không nghe nghe nè. Sao đó im ru luôn. Đó. Bây giờ em sẽ cắm điện thử cho anh em ha. Đây em đang xài cái dây nè. Em sẽ test cho anh em một cái bóng là dùng rồi. Thêm một cái bóng là 200W nè. Đó. Nè anh em có ai ấy nè. Dây này là bóng này là bóng dạng đông 50W. Mấy cái bóng này là đảm bảo cho anh em là đúng công suất chứ không có điêu nha. Mấy cái máy cái hàng tàu thì nó hay bị điêu. Nhưng mà bây giờ mình những cái bóng mà chất lượng nha nè ha. Anh em thấy nổ rất là êm không, mặc dù vô tải luôn. Con này 6 triệu. Đó. Thì nó sẽ đáp ứng cho anh em cái nhu cầu đó, xài gia đình cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Con này mình rất là chạy nếu mà thắp sáng rồi kia nó chữa 3-4 tiếng rất là tiết kiệm xăng luôn. Tắt máy quá im nha anh em. Con này là máy cọp còn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình nổ tới cái con viết nhất trong cái ngày hôm nay là 2000W nha. Đấy. Kéo này lên nè, kéo cái lè gió ra. Là gấp 4 lần công suất thằng bên đây, bự hơn cả thằng bên kia mà tiếng ồn rất là nhỏ, cực kỳ êm ái. Đó anh em thấy là 2000W anh em chạy điều hòa rồi kia các kiểu thì đường nào mà cái thằng hàng xóm nó la ó được anh em. Nó thấy cái máy đâu là máy cách âm chưa, là nó im liền. Rồi bây giờ sẽ kiếm điện cắm điện cho thử tải cho em ha. Con này nước nó mới được 10. Rồi, có điện nha, cũng là nguyên tải giống như nãy. Đấy, này bóng. Đó. Cái con này hồi nãy mình ghim vô á, là tải là tầm khoảng 300W thì là nó lì máy lại, còn cái con này á, là ghim vô 300W là tiếng máy là không hề đổi luôn. Tại vì nó không xi nhê vậy, công suất của nó thường trực chứ. Công suất nó công suất lớn nên là đim vô tải bình thường, không ảnh hưởng, không xi nhê vậy luôn. Đó. Một bóng nè, đèn cháy rất là ổn định cho anh em, điện anh em xài là làm rất là chuẩn luôn. Đó. Tuyệt vời. Honda nổ cái năm các kiểu nha. Cho anh em xem cái chiều cao của cái thằng này ha. Đây, chiều cao của cái thằng này á là cái này là mình nó tính luôn cái bánh xe nha anh em, còn nếu mà mình tính cái phần ở trên này thôi thì nó sẽ lùn hơn thôi. Bây giờ mình tính luôn cái bánh xe đi. Tại vì thực tế của nó là có bánh xe 6 tấc ha, chiều cao là 6 tấc tức là 60cm. Chiều dài nếu mà chính cái phần máy thôi là 63 tức là 6 tấc vuông nha. Còn nếu mà mình tính luôn cái tay cầm hai bên nè thì nó tầm là 74 tức là 74cm.
nha. Rồi cái chiều ca, chiều rộng nè, chiều rộng của nó là 43 ha, chiều rộng là 43. Như vậy là cao là 6 tấc, ngang qua thì cũng tầm 6 tấc, còn bề rộng này á thì tầm là 43. Đó, như vậy cái máy xe, cái máy này nếu mà anh em chở xe máy thì vẫn được, chở ô tô thì vẫn được ha. Rồi, di chuyển thì nó có 4 bánh rất là nhẹ nhàng. Đây em di chuyển té cho này xe nè. Đó, tới rất là nhẹ nhàng luôn. Tại vì cái bánh này là cái bánh nó chợ lên. Đó, rất là nhẹ. Còn cái con này á là con này nó cao có 3 tấc 2 thôi. Ngang 3 tấc. Đó, chiều rộng nó chỉ có 2 tấc thôi. Đó, quá nhỏ gọn luôn. Chiều dài của nó thì cũng là 3 tấc ha. Như vậy là cái con này tầm 3 tấc vuông. Con này á thì là tầm 4 tấc vuông ha, con này 4 tấc vuông. Chiều cao nè, cũng vậy luôn. Đó, anh em đã có cái định vị chưa? Con này 3 tấc vuông, con này 4 tấc vuông, con này 6 tấc vuông. Đó. Rồi, còn nếu mà anh em chưa hình dung ra nữa, cái ghế một rồi ăn đám cưới nè. Đó, đám cưới đám giỗ không quải gì là cũng ngồi ghế này. Để vô là vừa cái ghế. Ok chưa? Còn hai này thì không có cái ghế để vô sập à. Đó là em để em quay cho anh em xem để dễ hình dung cái kích thước. Đó, do đó cái hàng đó to bự, nếu anh em nào có nhà kho đó anh em để vô là hết sảy còn bà bảy luôn. Rồi di chuyển ra kéo vô rất là ok. Và đặc biệt là anh em để ngoài đường anh em chạy á, thì á, là đây có bát nè. Anh em chỉ cần buộc cái dây xích vô mình khóa lại là ok, khỏi sợ trộm trộm nha. Đó. Con bên đây cũng vậy, con bên đây cũng có khung sắt nè. Thằng bên đây cũng vậy luôn. Thằng bên đây thì mình luồn qua nha. Vừa là tay sắt, vừa là để mình buộc lại mình chạy. Để em thôi giờ giang hồ bọn ác nó nguy hiểm lắm anh em. Anh cho anh em chạy mà anh em không buộc dây xích, không để ngoài đường thôi coi ha. Là tự nhiên đang có điện, cái cúp điện nữa là chạy ra mất tiêu máy luôn, là ăn trộm nó lấy nha. Đó, con này thì em có để nè, khối lượng thì tầm 18 kg, con này tầm 12-15 kg, khá là nhẹ. Đó, còn quỷ này thì tầm là 70 kg nha nè, nó cách âm. Đó, cái bô của nó, cái phần mà nặng nhất là ngoài cái động cơ ra là thứ nhất là cái thứ hai nó cái bô xả nặng lắm nha, tại vì nó làm thiết kế cực kỳ dày luôn. Đó, cách âm. Rồi, ok. Như vậy làm quay cho anh em xem bốn máy ưng con nào thì alo giùm em qua 0967100003. Cái con máy này là một trong những cái con máy á mà hầu như tất cả các tiệm bán máy phát điện đều mơ ước. Đây là dòng máy có thể là gọi là dòng máy vua về máy phát điện luôn nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh. Nếu thấy hay cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, cộng bật chuông để nhận tất cả thông báo khi lên video mới ha.